Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Theo đánh giá, năm 2021 với nhiều công việc mới, khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi chất lượng công tác toàn ngành tuyên giáo thành phố Đà Nẵng đã đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn thách thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiều cách làm đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khá toàn diện và đạt kết quả tốt trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nhất là đã chủ động tham mưu cấp ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng nhiều phương pháp cách thức khác nhau, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, nắm bắt được tình hình, phản ánh kịp thời và tham mưu giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở từng bước được nâng cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí có nhiều chuyển biến tích cực, đúng trọng tâm, trọng điểm. Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã giới thiệu giao diện mới trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.đangbodanang.vn. Trước đó, từ ngày 4 tháng 10 năm 2021, thực hiện thông báo kết luận số 199 của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp nhận trang tin từ báo Đà Nẵng và phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy quản lý, vận hành trong thời gian tới, theo hướng tập trung chuyên sâu vào công tác xây dựng đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo và báo chí thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đề nghị toàn ngành tuyên giáo địa phương cần tiếp tục nâng cao đổi mới tư duy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Làm sao mỗi cán bộ đảng viên phải nắm được những điều cốt yếu và cơ bản nhất của nghị quyết, chứ không nhất thiết phải nắm hết toàn bộ nội dung nghị quyết, nhưng mà những điều cốt yếu nhất của nghị quyết thì ít nhất cũng phải nắm được, phải hiểu được và phải tổ chức thực hiện cho đúng trên tinh thần như thế để tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, về hành động, về tổ chức trong toàn đảng. Đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục bám sát cái tình hình thực tiễn ở cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng trong nhân dân một cách cụ thể, nhanh nhạy, chính xác hơn, thường xuyên hơn và có cái tham mưu kịp thời với Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy để mà có cái sự chỉ đạo lãnh đạo cho kịp thời. Cái thứ hai là tiếp tục củng cố cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tăng cường nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, công tác điểm báo, báo cáo báo chí hàng ngày, công tác giao ban thông tin báo chí cũng phải đầy đủ hơn. Tại hội nghị, ban tổ chức cũng đã tuyên dương và thừa ủy quyền trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân thành phố Đà Nẵng đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cũng khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, và các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch. Dịp này, Ban Tuyên giáo cũng đã nhận được bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.